Xe được thiết kế thể thao hơn với cụm đèn pha thấp đặt trên tấm chắn bùn phía trước, bảng đồng hồ được che bởi tấm chắn gió. Cụm đồng hồ mới vẫn duy trì kiểu dáng tròn trang nhã, được nâng cấp lên kỹ thuật số. Màn hình LCD kỹ thuật số cho phép hiển thị thông tin về hành trình, các số liệu về tốc độ, mức độ tiêu thụ nhiên liệu và trạng thái ắc quy. Bên cạnh đó, yên xe được thiết kế trùng màu với thân xe, có thể tháo rời và lắp đặt thêm phụ kiện bọc yên rời. Trên bề mặt yên có những đường kẻ hoa văn song song, kết hợp thêm các đường chỉ khâu sắc sảo tương phản bên hông yên xe. Mâm xe 5 chấu được làm mới, sơn đen nhám với tem sọc cam nổi bật. Vespa GTV 2023 sở hữu động cơ hiệu suất cao 300 HPE, phun xăng điện tử và làm mát bằng chất lỏng. Xe đem lại công suất khoảng 23,8 mã lực. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh và chống trượt bánh ASR. Xe cũng được trang bị cổng USB hỗ trợ sạc thiết bị điện tử. Mức giá cho dòng xe này tại thị trường Việt Nam hiện khoảng 159,8 triệu đồng. Chuyển làn ẩu hay vượt ẩu là tình huống mà tàu và xe đã cảnh báo. Những trường hợp như vậy là rất nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông. Nhưng có vẻ nhiều lái xe vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm của việc này. Mới đây, một tình huống tương tự cũng vừa xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 7 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ. Theo clip ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 24B00678 đang di chuyển lại làn phía trong đường cao tốc thì chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 30E76966 lao lên, vượt trước mặt xe khách. Hậu quả ô tô con bị xe khách đâm xoay ngang đường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đường cao tốc bị hạn chế một làn xe. Theo luật, phương tiện ô tô vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển, không có đèn báo hiệu trước khi vượt sẽ bị phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, ngoài ra còn bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Bộ Công an mới đây đã công bố danh sách 153.000 biển số ô tô đưa ra đấu giá trong phiên thứ nhất để người dân tham gia. Tuy nhiên, một số người dân lại cho rằng nhiều dãy biển số được đưa ra đấu giá chưa đẹp. Sau khi dãy biển số đấu giá được đăng tải công khai, bên cạnh các biển số đẹp như ngũ quý hay các dãy số tiến, không ít người nhận thấy có nhiều biển đuôi 4953, những biển vốn được quan niệm là số xấu. Đơn cử, tại bảng số của Hà Nội có 30K49539, 30K54953, hay tại Thành phố Hồ Chí Minh có 51K84953, 51K94953. Tại Khánh Hòa có 79A49534, 79A49533. Về vấn đề này, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho rằng biển số xấu hay đẹp là do quan niệm và sở thích của từng người, đồng thời khẳng định danh sách biển số được đưa lên đấu giá là biển số của tất cả 63 tỉnh thành. Cục Cảnh sát Giao thông không lọc ra từng số để đưa lên đấu giá nên dễ hiểu việc xuất hiện các số 4953. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi quá trình đấu giá diễn ra, những biển số nào không được người dân lựa chọn, hệ thống sẽ tự động đưa vào kho số chung để sau này người dân tiếp tục bấm số đăng ký biển. Hơn 137.000 chiếc ô tô Honda, trong đó có Civic, bị triệu hồi trên toàn cầu do lỗi hệ thống phanh làm tăng nguy cơ va chạm và gây chấn thương cho người lái cũng như hành khách. Các xe Honda trong diện triệu hồi đều được sản xuất từ ngày 8 tháng 10 năm 2020 đến ngày 7 tháng 1 năm 2021 tại Mỹ, gồm các mẫu xe Civic, Pilot và Passport. Xe bị triệu hồi trên phạm vi toàn cầu do gặp vấn đề với hệ thống phanh. Cụ thể, xi lanh phanh chính có thể bị tách rời, làm giảm hiệu suất phanh khi xe đang chạy trên đường và có thể gây va chạm với các phương tiện khác. Trước đó vào tháng 6, Honda cũng thông báo triệu hồi Civic đời 2023 tại thị trường Mỹ do có nguy cơ rò rỉ dầu phanh khiến xe có thể bị tai nạn. Tổng cộng có 386 chiếc bị ảnh hưởng trong lần triệu hồi trước đó. Thương hiệu Mitsubishi vừa cho ra mắt mẫu xe Triton phiên bản 2024 với sự lột xác về ngoại hình. Đây là mẫu xe thứ 6 được nâng cấp với nhiều trang bị công nghệ hiện đại. Mitsubishi Triton 2024 thế hệ mới thuộc phân khúc xe bán tải cỡ trung. Về ngoại hình, xe được thiết kế vuông vắn và khỏe khoắn hơn so với những dòng xe trước. Đầu xe được mở rộng, hai bên gồm giải LED định vị và cụm đèn pha LED tương tự Mitsubishi Xpander mới. Trong khi đó, đèn sương mù được đặt bên dưới hai bên cản trước. Hai bên thân xe được tạo hình tương đối phẳng phiu,
Bên cạnh đó, Triton thế hệ mới còn được trang bị sẵn giá nóc và thanh dây thể thao trên thùng xe. Ngoài ra, phía sau đuôi của phiên bản mới cũng được thiết kế lại với hai giải LED hình chữ L đối xứng nhau. Bên trong cabin, mặt táp lô được đổi mới với bề mặt phẳng và kích thước lớn. Bên trên bảng điều khiển trung tâm vẫn giữ lại các nút bấm vật lý, giúp người dùng dễ dàng thao tác thay vì tích hợp vào màn hình trung tâm. Ngoài ra, cần số có các nút Drive Mode và hỗ trợ đổ đèo. Xe còn được trang bị núm xoay lựa chọn các chế độ gài cầu cho hệ dẫn động Super Select. Về sức mạnh, xe được nâng cấp mức hiệu suất với 3 phiên bản động cơ là 2.4 lít, 2.4 lít turbo và 2.4 lít bi-turbo. Xe hiện được phân phối tại thị trường Thái Lan, giá khởi điểm khoảng 20.398 đô la Mỹ, tương đương khoảng 470 triệu đồng. Nhân dịp sự kiện sinh nhật lần thứ 75, Porsche đã giới thiệu mẫu concept Vision 357 Speedster với thiết kế mui trần thuần điện, một chỗ ngồi được lấy cảm hứng từ chiếc 356 No. 1 Roadster đầu tiên. Xe được thiết kế dựa trên hệ thống khung gầm của mẫu GT4 E-Performance kết hợp với khối động cơ và pin của mẫu concept Mission A. Ngoại thất của xe sở hữu tông màu xám cẩm thạch và xám kim loại kết hợp với một số chi tiết màu xanh Miami tương phản. Càn trước có móc và dây kéo, cùng họa tiết số 75 ở phần capo và bên hông xe. Cụm trước gương chiếu hậu truyền thống được thay bằng camera, đuôi xe mang thiết kế đặc biệt với lưới tản nhiệt nan dọc hình vỏ sò bắt mắt. Porsche cũng trang bị cho mẫu concept Vision 357 Speedster bộ la răng kích thước 20 inch với trục bánh xe sợi carbon. Phần bánh xe được lấy cảm hứng từ mẫu Porsche 356A nguyên bản. Bên trong khoang nội thất được thiết kế tối giản với bảng điều khiển bằng sợi carbon và cụm đồng hồ trong suốt. Tay nắm cửa truyền thống được loại bỏ, thay bằng các dây đai vải nhằm giảm trọng lượng, tương tự như một số biến thể của Porsche RS. Xe có cấu hình một chỗ ngồi, ghế được đặt thấp và gia cố bằng sợi carbon, tích hợp vào phần khung xe liền khối. Đồng thời, có thêm bộ dây đai an toàn 6 điểm. Sau khi ra mắt ở Anh, Vision 357 Speedster sẽ được trưng bày ở sự kiện Rennsport Reunion tại Mỹ vào tháng 9 tới. Mặc dù không được sản xuất, nhưng chiếc Porsche Vision 375 Speedster vẫn mang đến sự phấn khích đối với những người đam mê thương hiệu xe sang thể thao đến từ nước Đức. Còn đây là mẫu xe ô tô điện được đánh giá là có mức di chuyển ấn tượng bởi chỉ cần sạc 10 phút đã có thể đi được quãng đường 300 km. Chiếc xe có tên là Yuanhang i6 với chiều dài 5.270mm, rộng 2.000mm, cao 1.500mm và trục cơ sở 3.130mm. Mẫu sedan thuần điện này được bán ra với hai phiên bản là dẫn động cầu sau và dẫn động 4 bánh. Bản cầu sau có hai thông số hành trình 720km hoặc 810km. Bản dẫn động 4 bánh có dài hành trình cao nhất là 1.020km và tăng tốc từ 0 lên 100km trong 3,2 giây. Sở dĩ xe có thể đi được 300km chỉ sau 10 phút sạc là bởi được trang bị bộ sạc nhanh 800V ở tất cả các phiên bản. Ngoại hình của i6 có nhiều đường bo tròn, đuôi xe vuốt xuôi kiểu cúp, đèn pha chữ L đặc trưng của thương hiệu và tay nắm dạng ẩn. Về nội thất, xe được trang bị đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch, màn hình điều khiển trung tâm kích thước 17,38 inch nằm dọc. Gần như tất cả mọi tính năng đều thực hiện qua màn hình này. Yuanhang i6 sẽ được bán ra trong tháng 8 với mức giá 45.900 đến 73.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 1,2 đến 1,7 tỷ đồng. Nếu quý vị đang có nhu cầu đến Côn Đảo thì có lẽ thời điểm này là rất phù hợp, bởi hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa đưa ra ưu đãi chưa từng có trên nhiều đường bay tới Côn Đảo. Chương trình áp dụng cho đường bay giữa Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và Côn Đảo nối chuyến qua Thành phố Hồ Chí Minh, giữa Hà Nội và Côn Đảo nối chuyến qua Cần Thơ với mức giá từ 1.451.000 đồng một chiều đã bao gồm thuế phí. Hiện nay, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo, Vietnam Airlines khai thác từ 9 đến 10 chuyến bay mỗi ngày, giữa Cần Thơ và Côn Đảo khai thác 5 chuyến bay mỗi tuần. Do đó, hành khách bay từ tỉnh thành phía Bắc đến Côn Đảo nối chuyến qua Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ có nhiều lựa chọn giờ bay thuận tiện. Hành khách hành lý cũng được làm thủ tục check-in thẳng từ điểm xuất phát đến Côn Đảo, không cần phải làm lại thủ tục ở điểm nối chuyến. Thời gian mua vé áp dụng từ nay đến hết 30 tháng 9 và thời gian khởi hành từ nay đến hết 30 tháng 11. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tàu và Xe ngày hôm nay. Hãy tải app Hà Nội On để không bỏ lỡ những nội dung độc đáo và thú vị khác mà Tàu và Xe sẽ chuyển đến quý vị mỗi ngày. Hoặc các bạn có thể truy cập website hanoionline.vn, các nền tảng số YouTube, Facebook của Đài Hà Nội để xem lại chương trình.
Và đừng quên số điện thoại đường dây nóng 0865 116699 để chia sẻ những câu chuyện thú vị của bạn về phương tiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!